Xin chào tất cả các bạn, mình là Hugo Quỳnh. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn sàn đấu anh hùng cấp độ thử thách. Mình sẽ tiếp tục vượt ải 1.10. Ải này có các boss như sau. Con thứ nhất, con thần gừng, bác sĩ phù thủy, võ kê thông, rùa đột biến. Chỉ có thể sử dụng tối đa 4 anh hùng. Dọn sạch sàn đấu với những hạn chế được áp đặt. Với cái con boss của ải như vậy, mình sẽ chọn đội hình như sau. Mình sẽ xài tăng hiệp sĩ hoa hồng, thêm một con tăng nữa, mình chọn con Bucky, đứa con của ánh sáng, và một con hồi máu, mình chọn qua tiên. Tiếp theo mình sẽ lấy một con sát thương phép, mình chọn bà chúa tuyết. Bắt đầu vượt ải các bạn. Nó có rùa đột biến cho nên mình không chọn sát thương vật lý. Nhưng mà do nó có người cay, con đó thì khả năng đỡ đòn rất là cao, cho nên mình phải xài hai con tăng. Kích kêu của Bucky á, choáng lên nữa. Kêu hoa hồng. Con đó là con bác sĩ, nó hồi máu cho đội hình. Xong ải thứ nhất, bắt đầu vượt ải thứ hai các bạn. Mình kích kêu của chúa tuyết, mình đóng băng con người cây nè. Khi nó vừa hết đóng băng, mình kích kêu Bucky á, cho nó choáng đội hình nè. Nó choáng tới 5 giây lận. Vừa hết hiệu ứng Bucky, mình kích kêu của hoa hồng. Tiếp theo mình kích kêu của Bucky nữa nè. Kích thêm kêu của hoa hồng. Xong ngày thứ hai đến ngày thứ ba các bạn, có hai con rùa đột biến nè, mình kích kêu của chúa tuyết vô đóng băng hai con rùa đó lại. Khi vừa hết hiệu ứng của chúa tuyết, mình sẽ kích kêu Bucky làm choáng cái đội hình của nó. Tiếp theo là kêu hiệp sĩ hoa hồng vô hai con rùa luôn, kêu của hoa tiên hồi máu. Kích kêu Bucky vô đội hình đó nè. Sau khi diệt xong hai con rùa, mình sẽ kích kêu vô con bác sĩ của nó. Kích kêu hoa hồng vô con bác sĩ của nó luôn. Đó, tiêu diệt xong con bác sĩ rồi. Các con còn lại thì mình cứ đánh bình thường thôi. Hồi máu luôn đi. Xong rồi. Kích kêu hoa hồng nữa nè. Kích kêu của bà chúa tuyết nè. Kích kêu của Bucky nữa nè. Kích luôn kêu hoa hồng. Hồi máu lên cho đẹp đội hình. Rồi, đã vượt ải. Nhận phần thưởng vượt ải đầu tiên 50 game. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Mình rất vui khi nhận được các like, share và subscribe từ các bạn. Xin chào.